Khép lại kỳ nghỉ lễ và cũng là dịp mà các trường trên địa bàn khai giảng, sáng nay ngày 5 tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, công an phường đã có mặt tại các điểm trường để điều tiết phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông cho lễ khai giảng. Dù các điểm trường đều thực hiện khai giảng sớm nên để đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ cho lễ khai giảng, lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, công an phường, bảo vệ dân phố đã có mặt tại các điểm trường làm nhiệm vụ điều tiết phân luồng giao thông. Các lực lượng chức năng cũng đã lên kế hoạch bố trí lực lượng tại các điểm trường, kết hợp tuần tra lưu động công khai liên tục trên các tuyến phố để kịp thời nắm bắt, xử lý các tình huống phát sinh, không để xảy ra mất an ninh trật tự trong ngày đầu khai giảng. Các đội cảnh sát giao thông đã bố trí cán bộ đứng điều tiết giao thông, hướng dẫn phụ huynh học sinh đưa đón con em được đảm bảo an toàn nhất. Tất cả các điểm trường trên địa bàn đội quản lý đều diễn ra an toàn thông suốt. Ngoài công tác tuần tra, lực lượng chức năng cũng kết hợp với nhà trường để tuyên truyền đến các cháu học sinh cũng như các vị phụ huynh. Khi tham gia giao thông, phụ huynh sẽ nêu gương và làm gương cho học sinh.